có mối quan hệ thân thiết với anh Jack, nếu không phải em xin lỗi. Cái đó chị không dám nhận mà. Cái đó là cái mối quan hệ giữa hai người thì tôi không có dám nhận thân thiết. Đơm đớm Tố Mít Thi quay lưng với Jack khi nam ca sĩ dính vào drama. Từng là nữ chính của MV Em Gì Ơi của Jack và KICM, Mít Thi cũng bị réo tên vào lùm xùm những ngày qua liên quan tới Jack. Cụ thể là trong một livestream, khi bị anti-fan hỏi tại sao không bên vực C97, thì Mít Thi đã thẳng thắn đáp trả. Em tưởng chị có mối quan hệ thân thiết với anh Jack, nếu không phải em xin lỗi. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Cái đó chị không dám nhận mà. Cái đó là cái mối quan hệ giữa hai người thì tôi không có dám nhận thân thiết. Tại vì tôi thấy mấy người thân là đang gặp biến cố đó, nên tôi là chỉ sương sương vậy thôi chứ thân chỗ nào mà. Chưa dừng lại ở đó, nữ streamer cũng không ngần ngại chia sẻ rằng nếu biết trước Jack là người sống lỗi thì có trả bao nhiêu cũng không bao giờ muốn quay MV chung. Thôi, đừng có nhiều thông tin như kiểu tôi được mời đóng bởi KCM hay gì. Thôi, chứ tôi có đóng, đúng. Hồi đó là người ta kêu mình đóng MV chung thì vui vẻ, trời, thời điểm đó có biết gì đâu mà. Thời điểm đó người ta đàng hoàng tử tế, có phốt phiết, có gì đâu. Thời điểm đó anh hot vậy thì hả, anh rủ đóng MV mới là chẳng lẽ đâu, nhìn trước còn tương lai thì thôi mà. Mít Thi cũng không ngần ngại lên hẳn một đoạn video reaction drama giữa Jack và Virus. Nhưng mà tôi hiểu là anh Virus anh nói là anh ấy là Jack dựa trên cái beat free đấy làm ra một cái giai điệu. Thì từ cái giai điệu đấy chỉ đến đấy thôi, không sáng tác được nữa thì mới nhờ anh Virus làm lại một cái beat khác. Thì đấy là ý anh Virus nói. Nhưng bà này bà cứ lái đi đâu á? Bà cứ trời ơi mọi người ơi. Virus gì nè? Có vẻ như nữ streamer rất sợ bị vả lây nên tuyên bố thẳng thừng đừng ai nhắc đến tên mình chung với nam ca sĩ sinh năm 97 quê ở Bến Tre. Hiện tại cô nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, mỗi ngày lên livestream và chơi game cùng với fan mà thôi. Không chỉ riêng Mít Thi mà cũng có rất nhiều những nghệ sĩ khác ngần ngại khi được hỏi về Jack. Cụ thể là trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về độ thân thiết với Jack thì Chris Fan đã thẳng thắn chia sẻ bản thân không hề muốn liên quan gì với người này. Biết là clip nhắc cùng mình phải thân và nhắc cùng là hai một em đi năm đó. Cái này không có liên quan tới Jack hết hả? Mình ngại nhắc tên. Có thể thấy nam streamer cũng rất cẩn trọng và không muốn bản thân bị liên lụy đến drama lần này của Jack. Các bạn thấy sao về pha xử lý của Mít Thi và Rick Fan? Hãy để lại chia sẻ cho Bình Điều biết với nhé. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ Bình News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.